Hi, mình chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Thư Web. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật là làm sao chúng ta đổi nội dung trên website WordPress một cách nhanh chóng. Ví dụ như số điện thoại, email hoặc là những thông tin khác trên website, chúng ta không cần phải vào chính xác cái nơi mà chúng ta thiết lập ra để chúng ta thay đổi. Ví dụ như chúng ta có 100 bài viết, có 200 bài viết có cùng một cái số điện thoại, chúng ta gắn bên dưới thì làm sao mà chúng ta có thể thay đổi từng cái bài viết như vậy được thì rất mất thời gian ha. Vậy hôm nay làm thế nào và dùng phương thức nào để làm cái việc đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, bước đầu tiên chúng ta vào cái trang admin của WordPress. Rồi ở đây chúng đầu tiên là mình sẽ làm thử nghiệm với cái phần này ha. Rồi, mạng hôm nay nó hơi bị lag, các bạn thông cảm nha. Đây, ví dụ như đăng ký nhận thêm miễn phí chính hãng ngay. Rồi mình muốn đổi thành một cái tên khác thì làm như thế nào? Ok, chúng ta copy cái phần này vào. Rồi từ từ. Rồi chúng ta vào bên trong cái login. Ok. Chúng ta tìm và cài một cái login là Search and Relay. Ha, ở đây hình như mình đã cài rồi. Đây, Search and Relay ha. Nếu các bạn nào chưa có link cài cái login này thì mình sẽ gửi bên phần mô tả nha. Đó. Đây là cái login này nha các bạn. Login này của đúng tác giả này ha. Rồi, cái link mình sẽ gửi bên dưới cái phần mô tả, các bạn có thể bấm vào và tải nó về và upload cài đặt lên. Bạn nào chưa biết cái cách cài login thì chúng ta quay trở lại với cái video hướng dẫn về cài login cài thêm á ha. Để các bạn xem lại rồi mình cài login nó vào. Ok. Rồi sau khi mình cài thành công cái login Search and Relay này rồi chúng ta sẽ build vào cái phần công cụ này các bạn. Nó sẽ nằm ở trong cái phần công cụ. Rồi chúng ta bấm vào. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ qua cái mục Search and Relay nè, đó. Rồi, chúng ta nhập cái nguồn vào. Ví dụ cái nguồn chúng ta muốn thay đổi là cái này đúng không? Rồi chúng ta copy nó bỏ vào đây. Cái nội dung mà chúng ta muốn thay đổi là gì? Rồi ví dụ như ở đây mình sửa lại một cái ha. Hãy đăng ký trang web đó để nhận thêm miễn phí chính hãng ngay. Ok. Rồi chúng ta bấm chọn hết Select on table, chúng ta chọn hết tất cả các bảng dữ liệu luôn cho nó tự động, nó quét, nó tìm và nó tự động thay đổi. Rồi ở đây nó sẽ có hai mục nha các bạn. Cái này mình thay đổi rồi sau đó mình xuất dữ liệu ra, còn hai là mình muốn lưu trữ vào website luôn thì mình bấm vào cái này. Rồi ok, sau khi mình bấm vào cái thằng này thì mình bấm do search and relay. Rồi chúng ta để cho tiến trình nó chạy ha. Sau khi mà nó chạy xong mà nó báo nè, đó, nó báo 42 cái bảng được xử lý nè, 32 cái dòng tìm thấy và cập nhật. Rồi đây, chứ nó đã cập nhật lại rồi, ok. Rồi chúng ta quay ra trang chủ ha. Chúng ta F5 lại, chúng ta refresh lại. Xem thử nó đã thay đổi chưa. Rồi các bạn thấy nhanh chóng không? Đăng ký trang web để nhận thêm miễn phí. Ok, như vậy thôi, ví dụ như thằng này mình cũng làm tương tự ha. Tất cả những cái nội dung trên web của mình định chỉnh sửa như vậy một cách rất là nhanh chóng. Sau khi mình cài thêm mặc định vào, thì cái việc mà chúng ta tìm nó nằm ở đâu và chỉnh sửa nó thì rất mất thời gian. Bằng cách như thế này thì mình có thể thay đổi số điện thoại, email cho hàng loạt những cái thông tin mình gắn trên web ha. Ví dụ mình vào trang liên hệ nha, mình thử một cái demo nữa. Ok, ví dụ như cái đây, cái mail của mình nằm ở đây đúng không? Rồi mình vào Search and Relay, mình làm tương tự như vậy. Rồi văn thế web @gmail.com mình đổi thành 2019 nha. Cái đây mình làm demo thử thôi. Rồi mình cũng làm tương tự như vậy ha, chọn tất cả các bảng, chọn vào Sell Change to Database. Rồi chúng ta bấm vào Do Search and Relay để cho nó chạy. Rồi sau đó nó hiển thị ra là 14 dòng đã được cập nhật nè. Rồi chúng ta quay ra lại, chúng ta F5. Rồi các bạn thấy không, nó cập nhật cách cực kỳ nhanh chóng. Tất cả các web của mình hiện ở khu vực nào có cái thằng bảng này ha, khu vực nào có cái nội dung này thì tất cả những dữ liệu nó đều research ra, nó đều search ra hết và nó relay lại cực kỳ nhanh chóng. Cái này áp dụng thuận tiện nhất cho các bạn thay đổi số điện thoại á,
khi mà cái đầu số điện thoại nó thay đổi á, thì chúng ta cập nhật như thế này thì nó rất mất thủ công đúng không? Từng cái chúng ta đi tìm số điện thoại thì nó rất là lâu và có thể sai sót nữa. Hoặc là một việc nữa là chúng ta đổi domain đó các bạn. Đổi domain. Ở đây mình đổi thử số điện thoại nha. Rồi mình format lại. Nhưng 84. Ok. Rồi chúng ta cũng làm tương tự như vậy ha. Thấy các bạn, mình quay trở lại nha. Đó, thấy không? Phê không? Thay đổi nhảy cực kỳ nhanh chóng đúng không? Đó, tất cả các website của mình làm tương tự như vậy thôi thì là một cái web rất là tiết kiệm thời gian. Rồi mình muốn quay trở lại mình trả lại cái ban đầu của nó thì mình cứ làm ngược lại ha. Đó, không thôi mình cứ để như vậy. Đó, bây giờ mình thôi. Video này còn một phần nữa mà mình có thể hướng dẫn các bạn luôn thì mình có thể thay đổi domain được nha. Ví dụ như trong web của mình đặt những cái backlink đó hoặc là những cái link đó nó bị gãy, bị mất rồi thì chúng ta muốn đổi một cái link khác thì chúng ta có thể nhập vào đây. Chúng ta thay thế tương tự như vậy ha. Đó. Tương tự như vậy, chúng ta có thể nhập một cái link vào đây và chúng ta nhập một cái link mới vào đây. Thì chúng ta bấm change database ha. Thì chúng ta bấm vào đây. Hoặc không có cần thay đổi cái phần tiếp đầu ngữ này thì chúng ta bỏ chết luôn. Chúng ta nhập đây. Rồi, nhập cái phần new cho nó, rồi chúng ta bấm vào do relay domain url ul này ha, thì bắt đầu nó sẽ tiến trình nó thay đổi nội dung như tương tự như vậy. Rồi ok, video này mình muốn kết thúc ở đây ha. Các nếu các bạn nào có thắc mắc mà chưa làm được thì các bạn để lại comment bên dưới. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại cho mình một like ha. Và đừng quên subscribe kênh của mình, kênh Văn Thế Web, để nhận được những thủ thuật WordPress mà mình hướng dẫn cho các bạn làm cực kỳ nhanh chóng để bán hàng và hiệu quả nhất. Rồi xin mến chào các bạn.